Chúng ta bước sang phần số 2. Ở phần 2 này các bạn chuẩn bị cho mình cái đánh dấu để chúng ta đánh dấu tại cái chân này là báo hiệu đây đang là cái kết thúc một vòng. Các bạn xỏ luôn vào cái chân đầu tiên này, khóa lại. Thì ở đây mình hướng dẫn cho các bạn móc hàng đầu tiên, chúng ta móc tạo chân đế. Có nghĩa là như các bạn đã từng móc giày rồi thì chúng ta móc cái đế này tương tự như vậy. Nó chính là cái gờ này. Nên cái thành túi. Nó giống lên thành giày ấy. Các bạn nên cao cho mình một xích đã. Nó trở lại như này. Đây, quay theo hướng này. Đây nhá. Các bạn móc cho mình mép ngoài này này. À, nhánh này. Nửa nhánh vào trong. Đây, nửa nhánh bên trong nhá. Mỗi chân một mũi. Các bạn thấy đây. Đây nhá. Nhánh nửa bên trong này. Để nên thành túi thì các bạn móc cho mình mỗi chân một mũi. Đến điểm góc này các bạn dừng lại cho mình. Ở đây các bạn nhìn thấy ở điểm góc này thì các bạn móc cho mình hai mũi vào cùng một chân. Đây đang là chân đầu tiên này. Một này. Hai. Và các chân thì tương tự các bạn móc cho mình mỗi chân một mũi. Mỗi chân một mũi. Ở góc này thì hai mũi vào một chân. Góc này cũng vậy. Đến điểm cuối cùng nhé. Các bạn móc cho mình tương tự như vậy. Để chúng ta kết thúc cái hàng đầu tiên này. Đi đến cuối hàng đây thì các bạn tháo cái đánh dấu này ra này. Kết thúc của một hàng. Thì từ cái hàng này trở đi, các bạn ở đây là móc vào cái chân, tại cái chân này nhá, vẫn là cái chân nửa nhánh đó. Thì tại chỗ chân này trở đi thì chúng ta sẽ móc chân cao chân thấp. Cái mũi chân cao chân thấp này là cái mũi không sử dụng nẹp căn mát do mũi rất là cứng và dày. Đây thì các bạn biết đây là đã là kết thúc một hàng rồi nhá. Sang hàng thứ hai này, móc mũi đơn bình thường này, móc qua hai chân như mũi móc đơn bình thường nhá. Đấy, đánh dấu vào đây để biết đây là hàng thứ kết thúc một hàng. Chân tiếp theo các bạn móc chân thấp. Chân thấp có nghĩa là đáng lẽ chúng ta lẽ ra chúng ta móc chân này, nhưng các bạn lại không móc vào đó mà móc dưới cái chân của nó. Đây này, nó thụt ở bên dưới này. Đấy. Móc ở bên dưới nhá. Đó, gọi là chân thấp. Sau đó các bạn lại tiếp tục móc vào chân cao. Chân cao. Đây, chân thấp đây, chân này. Cứ thứ tự mỗi chân một mũi nhưng lại cứ chân cao sau đó lại đến chân thấp. Chân thấp đây thì các bạn nhìn thấy mũi đây nhưng chúng ta không móc ở đây mà chúng ta móc tận chân của nó dưới tít cùng ạ. Sau đó lại đến chân cao. Sau đó lại đến chân thấp. Chân thấp đây nhưng chúng ta lại móc ở phía dưới cùng. Nó tít ở bên dưới á. Như vậy đó là cách móc mũi chân cao chân thấp. Các bạn nôi sợi thoải mái lên. Đưa thẳng xuống này, đến mũi chân thấp này. Chân cao. Như vậy đó là chân cao chân thấp nhá. Đây là chân thấp này. Đây thì chúng ta lại móc ở dưới này. Chân cao. Chân thấp. 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 Ở đây các góc chúng ta vẫn móc mỗi chân một mũi thôi, không thêm mũi. Sau đó lại đến chân cao. Chân thấp. Các bạn cứ đếm như vậy cho đến điểm cuối hàng thì các bạn nhìn phát hiện đây là chân cao, đây là chân thấp. Cứ như vậy đến điểm đánh dấu vàng này thì chúng ta kết thúc một hàng móc chân cao chân thấp nhé. Đi đến cuối hàng các bạn tháo cái đánh dấu ra để chúng ta kết thúc hàng đầu tiên. Như vậy chúng ta kết thúc một hàng chân cao chân thấp. Ở đây đang là chân cao này. Thì ở cái hàng này nó đang là chân cao thì các bạn chuyển xuống đó là chân thấp. Cứ tráo đổi nhau chân cao và chân thấp. Hoặc có thể trùng nhau một chân mà hai chân cao hoặc hai chân thấp ở điểm cuối này cũng không ảnh hưởng gì.
Các bạn chú ý cho mình như vậy nhé. Đây nó hơi cứng. Tại cái điểm này thì các bạn cũng sử dụng cái đánh dấu cho mình để kết thúc của một hàng. Cái điểm này, đấy, trên thấp đây, các bạn đánh dấu vào. Như vậy chúng ta vừa kết thúc một hàng chân. Một hàng chân. Đây, đây là một hàng chân cao thấp này. Bước sang chân thứ hai. Hàng thứ hai là hàng chân của cái hàng dưới là chân thấp, thì ở hàng này nó là chân cao. Nó là chân cao. Và ở cái chân bên đây, chân thấp à, chân cao thì nó là chân thấp. Đấy, chân thấp thì các bạn lại móc tịt xuống cái chân này. Đây, móc xuống. Đây. Móc thấp xuống như này. Đây thì chân thấp này thì chúng ta lại móc chân cao. Đây chân cao thì các bạn lại móc chân thấp móc. Đây, nhí kim xuống tận chân này. Như vậy toàn bộ bài học này là mũi chân cao chân thấp thì các bạn có thể áp dụng dành cho tất cả các mẫu túi khác, thì các bạn đều phải biết cái mũi chân cao chân thấp này. Khi chân cao chân thấp móc vòng xung quanh thì nó hiện mũi rất là rõ nét. Còn khi mà chúng ta móc ngừng một cái đoạn mà các bạn lật sang bên kia thì nó lại thành một mũi khác. Nhưng mũi của nó vẫn cứng, nhưng nó không thể đẹp được như cái hình móc chúng ta móc vòng quanh như thế này. Các bạn nhìn thấy rõ rệt mũi chân cao chân thấp của chúng ta nhé. Thì tương tự các bạn vẫn móc cho mình này, chân thấp của ở hàng dưới là chân thấp này, chân cao của hàng này thì chúng ta sẽ là chân thấp của hàng này. Cứ như vậy tráo đổi nhau, các bạn làm sao cho nó so nay nhau. Như vậy đó là cách móc chân cao chân thấp của bài học này. Đây chúng ta đang được hàng thứ hai. Chúng ta sẽ móc 8 hàng, cao 8 hàng, sau đó các bạn dừng lại để mình hướng dẫn cho các bạn cách bớt chiết mũi để nó vừa với cái miệng khung túi. Thì đây chúng ta đang đi được hàng 1, hàng 2. Đến cuối hàng các bạn lại đánh dấu này, móc vào nó. Sau đó chúng ta kết thúc một hàng và móc xung quanh như vậy. Các bạn nhớ kết thúc cho mình tại hàng số 8 nhé. Hẹn gặp lại các bạn tại hàng số 8. Ở đây các bạn nhìn thấy mình đã móc xong được 8 hàng. Các bạn đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Được 8 hàng này thì chúng ta bắt đầu thu mũi để cho nó vừa với cái khung của chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ thu dần dần. Thì ở đây các bạn làm theo cho mình như sau. Đây, cái điểm đánh dấu này chính là điểm kết thúc của một hàng. Thì các bạn đánh cho mình nhé. Đến đây này, móc một chân bình thường đây nhá. Các bạn móc ngay vào cái chân đây này. Chân nào có chúng ta vẫn móc vào chân đó. Các bạn theo này, ví dụ đây là chân thấp, tìm chân thấp cho mình. Chân thấp đây, thu mũi này. Thu vào chân cao đây, cắm lên trên. Đấy. Được 3 sợi các bạn rút hết. Nó giống như chúng ta bớt mũi như bình thường, nhưng chúng ta vẫn phải xỏ đúng chân cao vào vị trí chân cao chân thấp, đối so le nhau. Sau đó cái hàng này chúng ta lại vẫn móc như bình thường này. Cái mũi này này, mũi thấp này chúng ta sẽ móc, mũi cao chúng ta sẽ móc mũi thấp. 1 này, 2 này, 3. Chúng ta sẽ cách 3 thu một mũi. Thì đây đang được 3 mũi bình thường. Tại đây là điểm chân thấp thì các bạn móc vào đây là chân cao. Nên mũi này, đây là chân cao thì chúng ta móc chân thấp này. Nên đây là được 3 này, các bạn thu rút hết. Thì đó là cách thu mũi mà vẫn giữ được chân cao chân thấp. Các bạn làm cho mình tương tự. Móc 1 mũi này, móc 2 này, móc 3 này, 3 này thu về 1 này. Thì đây chân cao thì chúng ta móc chân thấp này, chân cao này thu về 1. Thì đó là cách bớt mũi. Tiếp theo, 1, 2, 3, thu về 1. Thì đây chân thấp thì các bạn móc, đây là chân cao. Chân cao các bạn móc chân thấp. Như vậy đó là cách bớt mũi của phần chân cao chân thấp. Các bạn hoàn thiện cho mình đến điểm cuối này nhé. Như vậy ở đây các bạn nhìn thấy mình đã thu xong kết thúc của một hàng. Thì các bạn thấy cái miệng nó nhỏ hơn vào rồi đúng không? Chúng ta thu thêm một hàng nữa, sau đó chúng ta móc một hàng mũi đơn là chúng ta kết thúc cái phần tấm thân này. Thì các bạn nhìn thấy điểm cuối cùng của mình ở đây đã thu là 2 về 1, chính là điểm góc này đây rồi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ móc này, móc 1 này, móc 2 này, 2 này,
Móc 3, thứ tự vẫn là mỗi thu hai về một nhá. Sau đó các bạn, đây là chân thấp này, móc thấp vào. 3 vẫn là 3 thu về một thì đây là chân thấp. Đây là chân thấp này. Ở đây nhá, các bạn nhớ này, lưu ý như ở đây nó bị trùng nhau thì các bạn móc 1, móc 2 thôi. 2 sau đó các bạn sẽ thu về 1 cho mình. Đây, móc như thế này. Móc chân đây. 2 đây. Đấy. Sau đó các bạn lại móc chân thấp xuống để cho nó, mục đích chúng ta làm cho nó đủ đều số mũi ở dưới đây. Đấy. Sau đó móc 1 này. 1 này. Móc 2 này. Móc 2 này. Móc 3 này. Móc 2 thôi. Chúng ta sẽ móc thu 2 về 1. Đây các bạn nhìn thấy nhá. 1 2 thu về 1. Đây các bạn, thu luôn chân này vào chân đây luôn. Đấy. Sau đó đến chân thấp luôn này. Là 1 này. Chân cao là 2 này. Đấy. Sau đó thu luôn hai cái chân này vào với nhau. Vậy đó là cách thu của hàng thứ hai. Đây đang là hàng số 10. Vừa rồi là hàng số 9, thu một hàng rồi. Đó, sau đến hàng bên đây. 1 này. 2 này. Đấy, sau đó thu 2 về 1. Các bạn nhớ dít thật chặt tay chỗ này để cho nó không bị rỗng cái chân này nhá. Thì các bạn hoàn thiện cho mình đến điểm cuối cùng này. Như vậy ở đây mình đã móc đến điểm cuối cùng này. Thì các bạn nhớ là cái phần điểm đầu và điểm cuối nó có thể là nó không được khớp mũi. Thì các bạn móc cho mình bình thường thôi nhá. Đấy. Và ở đây đang là hàng cuối cùng. Các bạn móc cho mình mỗi chân một mũi móc đơn nhá. Và chúng ta kết thúc cái phần thân móc của bài học này. Như vậy chúng ta sẽ có là 8 này, chiết 2 là 10 này, một hàng bo viền là 11 mũi, một hàng lên chân ở đây là 12. Đầu tiên một hàng lên chân, 8 hàng móc thẳng, 2 hàng chiết và một hàng móc mũi đơn bình thường. Như vậy tổng chúng ta có 12 hàng. Đấy, mỗi chân một mũi móc đơn nhé. Các bạn móc cho mình đến điểm cuối. Như vậy mình đã hoàn thành xong đến cuối hàng. Các bạn cùng nhìn thấy cái miệng túi của chúng ta nó đã bo vàng, trông như một cái giỏ cua. Và các bạn nhìn thấy cái thân túi này này, nó phồng ra. Đấy. Nó phồng ra như thế này thì chúng ta mới tạo dáng được. Khi có cái khung vào nó sẽ tự bo phồng ở cái phần hai bên này vào. Đây đây của mình có kích thước như sau. Cao 8 cm. Đấy các bạn nhìn thấy 12 cm. Chiều rộng 8. Đây các bạn nhìn thấy nhá. Cái miệng túi của chúng ta các bạn bướm vào, nó sẽ là hình như này. Đấy các bạn phải đặt nó vào đây. Đây nhìn đây, dồn xung quanh. Nó phải vừa với cái khung này thì chúng ta mới ráp được và nó chuẩn dáng. Đấy, các bạn nhìn thấy chúng ta đã hoàn thành xong cái phần móc tấm thân chính. Thì mình sẽ tách theo một thêm một video nữa để chúng ta hoàn thiện phần túi. Chúng ta sẽ khâu cái phần nơ, khâu khung túi và chuẩn bị xích để chúng ta kết thúc cái phần hoàn thiện sản phẩm. Sau khi lắp xong, dán xong phần nơ thì chúng ta phải khâu nót. Thì các bạn chuẩn bị vài nót cho mình ở phần sau tiếp nhé. Như vậy mình vừa dẫn cho các bạn móc xong cái phần thân túi của túi khung mini này. Mình kết thúc cái phần 2 tại đây. Gặp lại các bạn tại phần 3.